Vừa rồi cha có đưa ra một quy tắc là người ngoại đạo, tức là dựa vào giấy chứng minh nhân dân là tôn giáo không, thì chủ tịch chữ thập đỏ dẫn về. Dựa vào người Phật tử là người đạo Phật thì ông xin thầy tự từ chùa dẫn về. Người công giáo thì có bốn thành phần dẫn về. Thành phần thứ nhất là linh mục chánh sự dẫn về. Giai đoạn 2 là đức giám mục dẫn về. Giai đoạn 3 là đức hồng y dẫn về. Giai đoạn 4 là đức giáo hoàng dẫn về. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua là đức giám mục dẫn về. Chứ cha xứ về tới cổng là bị đụng, không cho vô. Đó là cái nguyên tắc của cha khám bệnh năng y về đây. Không có ai xin xỏ gì được hết. Chỉ có đủ điều kiện thì sẽ được gặp cha. Còn nếu không đủ điều kiện thì không được phép gặp. Mà nếu đủ điều kiện thì cha sẽ chữa bệnh đàng hoàng. Cha không có từ chối căn bệnh nào cả. Với điều kiện anh bệnh gì cha cũng chữa được hết. Nhà cha bảo hành là cha chữa là nếu có chết hết số rồi. Nếu có chết là hết số rồi. Tại vì ở đây cha chữa bệnh rất nhiều ca năng y đã ra viện rồi. Mỗi tháng cha cho ra đời khoảng 5 ca trở lên. Thì theo cha nhận ít thì ra ít, nhiều ra nhiều. Do vậy vừa rồi theo luật của cha thì 1 tháng 1 năm 2019 thì đức giám mục mới dẫn về. Nhưng mà do vậy có hai ông cha làm sai cái quy tắc của cha, cha bác luôn, cha bác cái luật đó, cha đưa lên liền tức khắc là đức giám mục. Tức là do ông cha cẩn ở giáo phận Bù Chu, khi ông dẫn về con ba con chiên về đến đây mà ông không chấp nhận làm giấy thì đồng nghĩa rằng là ông không có thương con chiên. Thì nếu cha chờ đợi ông cha dẫn về là con chiên sẽ bệnh chết. Tiếp theo đó có một ông cha cao ở ngoài Vũng Tàu, khi ông cha cao ông vô tới đây là ông không chấp nhận là ký tên cho con chiên mình chữa bệnh. Thì theo cái luật của cha là 1 tháng 1 năm 2019 thì đức giám mục có dẫn về. Nhưng mà do bởi hai ông cha đó làm sai cái ý của cha thì cha bác luôn linh mục dẫn về. Cho đến khi nào giám mục dẫn về thì mới được phép chữa bệnh. Ví dụ giáo phận Vĩnh Long thì đức cha Phêrô Bình Nhân II dẫn về tới đây xin cha khám bệnh cho nó. Ví dụ như giáo phận Cần Thơ thì đức cha Stefano Tri Vũ Thiên dẫn về đến đây xin cha cho nó chữa. Ví dụ như giáo phận Mỹ Tho thì đức cha Phêrô Nguyễn Nhân Khảm xin cha cho nó chữa bệnh. Còn nếu không là cứ đi chết. Linh mục không được phép gặp cha, kể cả con chiên phải có lý do mới được gặp cha. Ông Nga biết rồi ha. Vậy thì sao cái chuyện này không gặp cha để làm gì? Hiểu không? Không nhất thiết phải gặp cha để làm gì. Gặp cha thì để chữa bệnh thôi. Chứ còn nếu mà bệnh ung thư thì sẽ gặp cha. Mà gặp cha thì bây giờ mình công giáo phải giám mục không? Thì nếu mà trường hợp giám mục không dẫn về thì cha kiến nghị lên Đức Hồng Y. Đức Hồng Y mà không dẫn về cha kiến nghị lên Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng không dẫn về nên cha bác luôn công giáo cho không chữa bệnh. Đó là nguyên tắc của cha nha. Vậy thì con là chữ thập đỏ, con dẫn về cũng có lạ lùng gì nha. Hiện nay tất cả các nước trên thế giới, các nhà khoa học công nghệ tiến bộ nhất chưa tìm ra được một cái loại thuốc chữa trị ung thư nha. Lý do tại làm sao họ tìm không ra được cái loại thuốc này mà họ là những nhà khoa học nổi tiếng thế giới mà họ tìm không ra được cái loại thuốc này? Ví dụ như Hậu Giang không có ai tìm ra được hả? Hậu Giang là Cần Thơ phải không? Dạ, Cần Thơ đất nha. Thì Cần Thơ con nhớ là Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây nha, lớn lắm. Có ai tìm ra được thuốc này chưa? Chưa nghe. Chưa nghe. Yeah. Do bởi họ ăn động vật, không hiểu gì hết. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới họ hoàn toàn mù tịt trong cái chuyện chữa ung thư. Mà họ là các nhà bác học, khoa học. Còn mình là các nhà chú học, thím học, cháu học. Người ta là bác, mình là chú. Người ta là bác học, còn mình nó nhỏ hơn bác thì chú học, thím học, cháu học, con học, em học. Cho nên mình làm sao mình chữa được cái bệnh này? Đó này.
Nhưng cha chữa được là bởi vì cha đã nhận ra được cái thức ăn mà con người cần phải ăn đó là cây cỏ mang vật. Do vậy mà cha mới nhận ra được một cái loại thuốc chữa ung thư. Nói cho đúng nghĩa mà ra là một loại thuốc chữa tất cả các bệnh nan y, chứ không có ung thư, không có trừ ung thư. Ở đây cha cũng có chữa tiểu đường, nhức khớp, rồi là thận gan, phèo phổi, tỵ tèn, chữa. Nhưng mà tùy tình hình mỗi người đủ điều kiện như thế nào thì cha chữa thế đó. Còn đủ điều kiện thì cha bye bye. Vậy vấn đề cha muốn nói lại với con rằng là hiện nay trên thế giới không ai nhận ra động cây cỏ mà giống là thức ăn của con người. Cho nên tụi con mới đi kiếm cha. Phải vậy không? Nếu có người nhận ra thì sẽ vẫn có người chữa trị được. Tụi con kiếm cha để làm chi? Phải vậy không? Phải nhận ra. Từ Hậu Giang qua đây đâu phải gần không? Phải không? Ít nhất là 150 cây số. Cha rầm Cần Thơ mà. Ít nhất là 150 cây số mà không phải đổ đồng, đổ bộ sáng giờ là ăn cơm bờ ngủ bụi. Phải không nè? Không kiếm được ổng ở đâu. Tại vì tụi con không nhận ra được. Ví dụ như ông Na đó, năm 2014 là ông theo cha, ông làm lễ lòng thương xót, chú ông theo cha sát cánh. Mà sau khi mà cha bị phạt dạ thì không, ông biết luôn tới giờ là 2019, 2018. Tức là tự động ông sợ cha. Ông sợ bị dạ thì không lấy. Ôi trời, cha nói quan cho con quá. Quan gì? 4 năm nay giờ ông mới có mặt thì quan gì đấy? Biết bao nhiêu lính lệ của cha nó theo cha ở đó, là nó theo mỗi ngày thứ bảy là nó theo cha là thấp nhất 3.000 người, có khi 1.500, có khi 1.000, ế 500 như vậy. Mà cao điểm là 7-8 ngàn. Mà sau khi cha bị dạ thiệt thông rồi bỏ sạch, không còn một quen. Nó nói cha sai, nó nói cha hư thúi. Mà chính con cũng nói, đừng nói thôi. Cả thế giới này nó nói cho hư thúi. Cả thế giới này, chứ không phải là cái đám đó, đám theo cha nó chơi. Cả thế giới này. Rồi bây giờ cả 196 quốc gia đi kiếm cho tượng. Mà kiếm có được ở đâu? Mà sáng giờ con thấy dễ vô đây. Kiếm có được ở đâu? Rồi bây giờ đạo công giáo về cha đưa lên tới cái cha mục rồi, đến cái mục đâu mà dẫn về khám bệnh. Cha dạy biết bao nhiêu mà không chịu. Cha dạy hết những gì cha có thể dạy, những gì Chúa đã chỉ cho cha, cha đã dạy hết nhưng mà không chịu. Để đến ngày hôm nay nó mới ra sự thể như vậy. Đúng không? Hối hận chưa con? Con thấy con hối hận chưa nay? Con cũng là người ung thư đó. Ngày xưa xưa con theo cha là con bị ung thư hạch đây nè. Phải không? Giờ còn không? Tạ ơn Chúa. Cái này là cái nguy hiểm vô cùng nha. Do vậy mà ngày hôm nay cha đã cho ra đời được một cái lọ thuốc chữa ung thư. Thì thôi thì con cũng phải ráng nghe lời cha để cứu mày nha. Cha nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn cha giảng dạy hàng ngày như vậy thì quá nhiều rồi. Cha con muốn giảng dạy nhiều thêm. Cha chỉ nói là cha buồn cho nhân loại. Cha buồn cho nhân loại họ không hiểu biết gì. Họ tưởng họ là đúng, họ tưởng họ là hay, họ tưởng họ là dấu, họ tưởng họ ở trên mây. Bao nhiêu ông giáo hoàng, ông hồng y, ông giáo mục cũng tưởng ở trên ngọn cây. Ai về đâu giờ ổng ung thư rồi, con ổng ung thư, ổng phải dẫn về đây. Chúa ơi, không dẫn con mình đi chữa bệnh, nó chết mình có sống được không? Phải không? Mình làm lễ với ai đây? Con không dẫn con của con đi khám bệnh, nó chết con có làm chủ tịch xã gì, thập đỏ xã vui vẻ gì không? Phải không? Không có vui vẻ gì hết. Cha thì nghe nói thì xin phép cha bây giờ cha cũng có nói gì này, cha cũng có hiểu nghe được cái quy chế mà cha nó đưa ra thì do nó gì là này nó chung họ nào chẳng biết. Lên mạng mới thấy là cũng có nhờ chỗ Na
nói mọi chỗ có chữ thập đỏ rồi đi thì lần này tôi cũng chưa có hiểu. Hôm nay cha giải thích là tôi rất là hiểu. Thầy hiểu nha, thầy hiểu đang đi làm việc. Vì hội chữ thập đỏ là một cái người làm công tác nhân đạo từ thiện. Đó. Phải có lòng yêu thương tha thiết với những cái người có hoàn cảnh. Đó, mình phải tận tình giúp đỡ. Do gì? Cái chị Năm này là cái hậu viên của chữ thập đỏ. Đó, do gì nghe nói thì tôi lại sẵn lòng tôi nói với Năm, chị Năm này đi 2-3 ngày đường vậy. Tôi cũng dẫn đi lên để giúp cho có cái hoàn cảnh bệnh và cho làm sao cho hắn bệnh cầu ơn là Chúa giúp đỡ cho gia đình nó có khỏi cái gì trong gia đình. Thì hôm nay đến đây thì trước thì nhờ có cha, thì sau đó thì cũng mấy thầy mẹ đây tận tình giúp đỡ, thì nó hoàn toàn là mày chấp nhận và nghe những cái quy chế của cha đưa ra và những cái phác đồ để điều trị thì này chúng tôi với cha là cũng hoàn toàn chấp nhận để làm cho cha cứu giúp cho một người rất là trước về đây là cha với các thầy cố gắng giúp cho tất cả mọi người chị Năm. Con ơi, điều quan trọng cha nói với con là con phải cố gắng theo phác đồ điều trị nha. Còn riêng về cái ông thập đỏ cha nói cho con nghe, hôm nay mình làm thập đỏ, mình dẫn một người bệnh đi, mình về cái giá trị mình khác hơn. Hôm nay cái chức của mình nó còn đó mà cái giá trị nó cao hơn nữa. Ngày hôm qua cái chức đó với giá trị đó, hôm nay chức đó với giá trị cao hơn. Mọi người nhìn mình với một cái nhìn triều mến, thân thiện hơn nữa nha. Cha dặn, cố gắng gì dẫn nhiều người đi nữa nha. Có ý kiến gì nữa không? Có ai ý kiến gì nữa không? Muốn rồi qua đây thì cha cũng lấy tận tình giúp đỡ cho bệnh nó mau lành. Không có muốn nữa con. Khi con dẫn đến đây cha đã làm các sự này rồi, con không cần phải muốn nữa. Tự động cha muốn thôi. Hồi nãy ngoài cổng con vô cha muốn á. Hồi nãy cha muốn con đủ giấy đó là cha muốn đó. Còn khi con vô được tới cổng này con không cần phải muốn, tự cha biết cách cho làm. Nha. Ý kiến gì khác quan trọng hơn ý kiến của anh em cả. Nè. Dạ, con có ý kiến cha cho cha cho con ở trong cái họ đạo của con á, là bây giờ là có một cô đó mà cổ coi như cha mẹ không có mà con ở giáo phận Cần Thơ. Dạ, nhưng mà ở trong cái tranh đó, trong họ thì đó là giáo phận Cần Thơ thì đức cha Stefano Tri Vũ Thiên dẫn về. Dạ. Chứ giờ cha sợ không có quyền, cha không có. Cha không biểu thì sợ cha biểu nhớ một dẫn về. Dạ. Tết phiên rồi. Dạ. Giống như cái ông này biểu không phải dẫn về cho mới chữa. Dạ. Thì ông dám một con phải tết phiên đó thôi chứ dẫn không dẫn không lo. Con suy nghĩ vậy nhưng mà nãy giờ con cũng có nghe cha giảng thì phải đủ điều kiện. Nhưng mà cái cô này thì cô cũng bệnh nhiều lắm nhưng mà coi như là không có đi đến nơi đến chốn. Nhưng mà bây giờ là cô cũng bị nặng lắm, sưng mình mẩy hết trơn. Thì bây giờ tất cả phải lên kêu cầu ông giám mục Cần Thơ là Tri Vũ Thiên. Bây giờ ông là giám mục của con cả ông nè. Giờ nó bệnh vậy ông tính làm sao? Ông có dẫn nó đi về chữa ông cha Tường chữa không? Nếu mà không dẫn nó về ông cha Tường chữa thì nó chết, ông có vui không? Còn ông cha Tường thì ông dẫn về ông mới chữa. Còn ông không dẫn ông không chữa. Vậy ông để cho nó chết hay là ông để nó sống? Thì tự động ông có suy nghĩ thôi nha. Dạ. Tự động ông là giám mục, ông là chủ tranh của giáo phận, ông phải có suy nghĩ đó. Cái điều kiện con thấy như cái cô này thì cổ không có cái hồ sơ bệnh án của tuyến trên. Không có thì phải lo đi làm không? Chứ ở đây là cho viện chẩn chứ trong nó khác. Dạ, dạ. Ở đây là khi con đủ hồ sơ rồi. Cái điều kiện vậy chắc cũng khó. Bởi vì cô đó thì cái điều kiện bây giờ cha không giúp được thêm khác. Dạ, nha. Dạ. Cha chỉ giúp được cái đó thôi. Dạ. À, nghĩa là cha giúp con cái phần mà con không thể giúp con được. Hiểu không? Dạ. Cha thường như cái giáo phận của mình thì theo con đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Dạ biết rồi, con suy nghĩ là theo giáo phận của mình thì con với kiến là xin cha là coi như là cho giấy giới thiệu của đức cha thôi, chứ đức cha có đi xuống đây giữa thì đức cha thiên khó không? Không, đức cha á rồi đức cha bản ở Buôn Ma Thuột khó không? Ở Con Tum khó không? Đức cha trong Ngọc Tri khó sao? Ngoài Bắc sao khó được? Đức cha hai lại gì mà phải ông viết giấy giới thiệu? Không lẽ ông hơn đức cha thiên? Con sợ đức cha rồi ông hơn đức cha Khảm Mỹ Tho sao? Ở đây cha không có hoàng thân quốc thích. Yeah. Nha. Hồi nãy cha có nói rồi, cha chữa bệnh một cách công bình. Nha. Do bởi các cha không dẫn con chiên về, cha mới đề cử giám mục đi. Nói trắng ra là cha biểu giám mục dẫn về. Còn không dẫn về cha biểu Hồng Y. Hồng Y dẫn về cha biểu giáo hoàng vậy thôi. Còn giáo hoàng không dẫn về, tự tiệt học đi chợ.
Vì đây cha không mắc nợ ai, cha làm một cách yêu thương và cho không. Cha nói cái này rồi nó sẽ lên mạng mọi người nghe thôi. Cha không có mắc cỡ, cha cũng không có phải là, cha không kiêu ngạo mà cha không cà chớn mà cha không có, cha không có chuyện đó. Lòng cha không có những chuyện đó. Lòng cha chỉ có cái sự công bằng. Do bởi các cha sở không chịu dẫn về, mà khi dẫn về tới đây không chịu làm giấy, ít nhất là 4 con chiên nó khóc nức nở nó ra khỏi cổng đi không nổi. Vậy thì cái lòng của cha không nhìn được, cha không thể nhìn 4 con chiên khóc đi về được. Còn bao nhiêu con chiên cha sở đó đồng ý với cha rồi mà tới giờ đi là ông cha sở gì trên bảo lộc, tới giờ đi rồi mà không bẻ ngang không chịu đi. Con chiên đành phải đi xuống đây một mình, rỉ cái cổng khóc 3 ngày. Là ông cha sở Thái Bình, giáo phận Thái Bình cũng vậy. Do vậy mà bây giờ cho bác ông cha sở, cho ông cho phép dẫn về, cho biểu ngay ông giám mục phải dẫn về. Còn nếu ông giám mục không dẫn về thì ông không phải là chủ chăn của giáo phận. Có vậy thôi. Còn đức cha hai là ai mà cha phải tha cho ông kia, cho ông thông, không thông cho ông chỗ này, không thông cảm cho ông chỗ này. Nha, ông không dẫn thì con chiên cũng chết, chứ cha đâu chết. Kể cả nhà nước phải dẫn mà. Kể cả họ Phật, bên Phật giáo phải dẫn mà. Thì cha không có hoàng thân quốc thích với ai. Mà hồi nãy giờ cha nói, hãy ai đủ điều kiện thì cha con người đó như là con, cha gánh trên vai cho chữa bệnh cho. Còn đủ điều kiện thì cha không chữa được. Vì cha không có chữa cho một giáo phận hay là một họ đạo. Hiểu không? Cha cũng không chữa cho một quốc gia này. Các quốc gia khác người ta cần đến cha vẫn chữa. Ở đây cha không có kiêu ngạo nha. Cha cũng không có cà chớp, cha cũng không coi thường ai hết. Mà cha nói bằng cái lòng thành cha là như vậy. Cha chỉ biết yêu thương và cho không theo nguyên tắc này cha làm. Nó, cha đâu có quen với con. Đúng vậy không? Nhưng con đủ điều kiện, con thấy cha có chối từ con không? Cha mời vô đàng hoàng, cha đâu có chối từ gì đâu. Ha? Mà con thiếu điều kiện cha chối liền. Vậy thì những người thiếu điều kiện như con là đầy vậy, cha đâu có chữa nổi. Hả nè, cha nói vậy mọi người hiểu rồi. Thì ai hiểu tốt, hiểu thôi chứ đâu có sao cha. Cha đâu có quan trọng ai. Ai đủ điều kiện cha sẽ chữa tới cùng cho. Nha. Rồi có ai ý kiến gì nữa không? Vậy thôi mình đứng lên đọc kinh cảm ơn Chúa nha. Với cha và con và thánh thần hôm nay sáng danh Đức Chúa Cha. Như đã có trước vô cùng giờ bây giờ ngày có và ngày đời chẳng cùng. Chúng con bị dân Chúa nhân từ cho các hạng hạng ngồi người bên chốn ngủ. Rồi bây giờ con bệnh đi theo mấy thầy vô phòng khám. Kể cả con dẫn vô, dẫn người ta vô tới phòng rồi mới ra về được. Cho hết cái trách nhiệm.